Xin chào các bạn, hôm nay thì Linh Kiện RC sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tay cầm của Flycam F11 4K. Thì đây là cái tay cầm của nó. Thì thứ nhất là qua về ngoại hình thì cái này trên này nó sẽ là cái anten giả. Anten giả này nó chỉ là cái miếng nhựa thôi, nó không có dây anten bên trong nhé. Đây là cái kẹp điện thoại này, có thể mở ra được. Bên dưới này cái báng tay đỡ này. Và bên dưới này đây là cái cổng sạc micro USB. Thì đây là những cái nút trên tay cầm. Thì cái con lăn bên này nó sẽ là con lăn zoom, thì hình ảnh vẫn tức là hình ảnh nó sẽ phóng to và thu nhỏ. Còn con lăn bên này nó sẽ là chỉnh góc cam lên và xuống. Đây sẽ là nút chụp ảnh và bên này là nút quay phim. Đây mình bật lên, đây nút nguồn này. Mình bật lên thì mình ấn một lần ở đây thì nó sẽ là chụp ảnh, còn ấn bên này thì nó sẽ là quay phim. Thì khi mà quay phim, khi mà bấm ở trên quay phim ở trên tay cầm thì nó sẽ kêu tít 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 nhá, theo cái đèn nháy này. Đấy, còn nếu mà bấm ở trên điện thoại thì nó sẽ không kêu. Đây, bấm thêm một lần nữa nhé, thì để dừng quay. Bên dưới này thì nó sẽ có hai cần. Cần bên này nó sẽ là giúp cho flycam mà lên cao này, xuống thấp này, xoay tròn sang trái và xoay tròn sang phải. Tức là nó sẽ đứng yên một chỗ và nó xoay tròn, giống kiểu mình đứng yên một chỗ mình xoay đầu thôi. Còn lấy cần bên này nó sẽ là tiến về trước, lùi về sau, đi sang trái và đi sang phải. Tức là tiến lùi trái phải là ở cần bên này, còn lên cao xuống thấp và xoay tròn ở cần bên này nhé. Bên dưới này thì nó sẽ có phần là chỉnh tốc độ. Thì nó sẽ có ba cái phần tốc độ. Đây là tốc độ thấp nhất này, đây là tốc độ trung bình, còn đây là tốc độ cao nhất. Thì các bạn lưu ý là cái tốc độ cao nhất này thì Flycam nó sẽ tốn pin nhiều hơn nhé. Đấy, nhưng mà nó bay nó khỏe hơn. Còn này thì nó sẽ bay nó yếu hơn, bay chậm hơn, nhưng mà bù lại thì tiết kiệm pin hơn. Còn đây là mức độ bay là trung bình. Đây là nút stop, stop này tức là nút là dừng khẩn cấp của động cơ. Thì cái này thì trong cái trường hợp mà nguy cấp thì mình mới phải dùng thôi. Thì cái nút này thì nó sẽ bấm hai lần, lần hai giữ 2 giây thì nó kêu một tiếng dài, đấy thì nó sẽ dừng động cơ nhé. Thì anh em lưu ý nhé, trong trường hợp nguy cấp thì mình mới phải dùng thôi. Còn đây là nút nguồn, nút nguồn này thì sẽ bấm hai lần, lần thứ hai giữ 2 giây, một này hai này, giữ 2 giây là nó sẽ tắt. Đấy, còn bật lên chỉ cần bật một lần thôi. Đấy, còn cái bên này nút return home, anh em ấn một cái thì nút H này, đấy, nó nhấp máy này, nó đang return home. Bấm thêm một lần nữa thì nó sẽ hủy cái lệnh return home. Đấy. Và để tắt GPS thì nếu mà trong trường hợp, một số trường hợp ấy, nếu mà cần tắt GPS thì sẽ giữ cái nút return home này 3 giây. Thì anh em mới chơi thì nên bay ở chế độ là có GPS nhé. Tại vì GPS là cái công nghệ giúp cho Flycam nó dễ bay hơn, nó có thể tự giữ được vị trí và độ cao. Thứ hai là gần hết pin hoặc là mất sóng nó tự bay về được. Nếu mà không có cái GPS thì nó sẽ không tự động bay về được. Và thứ hai là Flycam nó không tự giữ được vị trí và độ cao. Đấy, nó sẽ khó điều khiển hơn. Thì mới chơi thì anh em cứ bay ở chế độ GPS nhé, cho nó an toàn. Đấy, ra xong.